không biết trường hợp nào là bị vô nhập để khỏi lầm tưởng với người bị mắc bệnh tâm thần. Tại sao nữ giới lại dễ bị vô nhập hơn là nam giới? Nguyên nhân nào khiến vong linh nhập vào người sống và đối tượng là ai? Phương pháp nào trị liệu tâm lý cho người bị vong nhập? Lễ cầu siêu trong Phật giáo có giúp vong linh siêu thoát hay không? Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư Từ Bi giải đáp. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay và cùng lắng nghe. Kính bạch Thượng tọa trưởng ban tổ chức, thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi nêu ra hai mệnh đề mang tính so sánh. Những điểm dị đồng giữa người bị bệnh tâm thần và người bị vong nhập, và tại sao có hiện tượng đó, và phương pháp trị liệu như thế nào? Vấn đề tổ chức lễ cầu siêu trong tinh thần nghi lễ của Phật giáo có đem lại được kết quả hay không? Thứ nhất, tôi xin nói về cái bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần trước hết là một cái bệnh bị xảy ra do những cái biến đổi trong bộ não của con người, khiến cho con người không được kiểm soát về ngôn ngữ, về hành vi và về tư tưởng của mình. Đôi khi đánh mất nhân cách. Có mấy cấp độ khác nhau về người bị bệnh tâm thần. Cái trường hợp mà trong cái bối cảnh của cuộc sống hiện đại, chúng ta thường nghe gọi là bệnh stress ha quý vị. Nghĩa là trong cuộc sống hiện đại, do quá trình phát triển nền công nghiệp, do dân cư tập trung, do ô nhiễm môi trường, do những cái tác động của công ăn việc làm, do sự căng thẳng của trí não về các mối quan hệ, làm cho các cái hệ thần kinh của con người nó bị căng thẳng, và từ đó nó xảy ra cái chứng bệnh gọi là stress. Đây là ở cái cấp độ tương đối là nhẹ. Cấp độ thứ hai đó, là do cái quá trình đấu tranh tư tưởng, những cái mâu thuẫn trong thực tại, những cái tranh đấu về quyền lợi, về cuộc sống xã hội, về các quan hệ, các cuộc đấu tranh lớn, nó làm cho căn cơ của các cái hệ thần kinh, làm cho mất quân bình của trí não. Trường hợp thứ ba là con người xảy ra những cái biến cố về tai nạn, từ đó gây nên chấn thương sọ não, hoặc là nhiễm trùng máu não, hoặc là u xơ não, hoặc là những cái hệ thần kinh của não có vấn đề. Từ đó nó gây cho con người ta bị cái bệnh gọi là tâm thần. Những cái người mà tỉnh tỉnh mê mê đó, mà chúng ta hay dùng cái từ gọi là chập mạch đó không quý vị? Là cái người không được bình thường, ở nhiều cấp độ khác nhau. Các nhà nghiên cứu thì người ta tổng kết rằng trên thế giới này đó, những cái người mà phát hiện ra mình là bị bệnh tâm thần và vào trong viện để điều trị, thực ra đó chỉ là một cái mặt nổi của một tảng băng chìm. Cái lượng người mà chẩn đoán hoặc điều trị hoặc là chấp nhận mình là người bị bệnh là khoảng 10% thôi. Còn lại trong tất cả chúng ta, ít nhiều trong cuộc đời cũng có những phút giây bị tâm thần, cũng bị mất bình thường quý vị. Có những lúc mà trí não của ta không được bình thường thì nó cũng có xảy ra.
Cho nên cái việc bị bệnh tâm thần rất là phổ biến. Trong ngôn ngữ hiện đại, người ta có một cái từ gọi là rối loạn trí não. Đó cũng là một cái để chỉ cho cái người bị bệnh tâm thần. Và một cái bệnh cũng ám chỉ cho người bị bệnh tâm thần mà phương Tây người ta gọi là rối loạn đa nhân cách. Quý vị, cái này được nền y học của Pháp phát hiện từ hồi thế kỷ 19, là một người nào đó tâm trí không được bình thường, từ đó biểu hiện qua lời nói, biểu hiện qua hành động. Có nghĩa là trong một con người, nhưng mà nó có nhiều cái nhân cách khác nhau. Lúc thì này, lúc thì kia. Nó trở nên một cái trạng thái không bình thường. Và những cái người có cái xu hướng gọi là rối loạn đa nhân cách á, thì người ta nói là trong thời bẩm sinh á, là cũng là con người đó, nhưng mà nó có nhiều cái hạt giống, nhiều cái nhân tố, nhân cách của con người. Nhưng mà cái sự chăm sóc thiếu đồng bộ, từ đó nó xảy ra nhiều cái tính tình khác nhau trong một thân thể con người. Cho nên lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Đó cũng là một cái hiện tượng gọi là bệnh tâm thần. Nói tóm lại, tâm thần là một cái bệnh do yếu tố khách quan và chủ quan. Những điều kiện khách quan là do tác động của ngoại cảnh, do môi trường, do hoàn cảnh cuộc sống, do tâm mình không định tĩnh, do thiếu sự vững chãi, do tác động ở bên ngoài vào, hoặc là do những cái biến cố của tai nạn, hoặc là do các mối quan hệ làm cho tâm trí bị chao đảo và từ đó xảy ra vấn đề bệnh tâm thần. Còn trường hợp thứ hai, đó là bị vong nhập. Đây là một chủ đề lớn của nhân loại, và người ta luôn luôn bàn cãi có hay không việc ma nhập. Có hay không việc ma nhập? Đứng trên quan điểm của Phật giáo thì Đức Phật dạy cảnh giới của chúng sinh gọi là lục đạo. Lục đạo đó là 6 đường, 6 cảnh giới. Như vậy thì thứ nhất là cõi trời, thứ hai là người, thứ ba là Atula, thứ tư là súc sinh, thứ năm là ngạ quỷ, và thứ sáu là địa ngục. Với 6 cảnh giới này, con người ta chỉ có khả năng tiếp xúc được 2 cảnh giới, đó là cõi người và súc sinh. Cõi người là cảnh giới của chúng ta đang sống với nhau, đồng loại với nhau. Và súc sinh là những cái loài thú, hoặc là 2 chân, hoặc là 4 chân, hoặc là nhiều chân, hoặc là bay trên không, hoặc là bò sát, hoặc là ở dưới nước, hoặc là noãn thai thấp hóa. Thì đó là các cái loài súc sinh. Còn ra cảnh giới trời ta không biết, cảnh giới của những vị thần ta không biết, cảnh giới địa ngục ta không biết, và cảnh ma quỷ ta không hề biết. Không hề biết nhưng không có nghĩa là không có. Mỗi cảnh giới khác nhau, nó có những cái tần số tiếp xúc khác nhau. Nhưng như vậy thì những cái cảnh giới đó nó ở chỗ nào? Có phải là ở một cảnh giới xa xăm nào đó hay không? Nơi chúng ta đang ở đây, kinh điển vẫn hay nói là phàm thánh đồng cư. Chư Phật, chư Bồ Tát vẫn thường ngự trị tại đây, và các phàm trần chúng sinh vẫn ngự trị tại đây. Ma cũng ở đây, mà quỷ cũng ở nơi này. Tại sao 12 giờ trưa ta ngồi giữa công viên, ta hóng mát, ta cảm thấy những ngọn gió yên ả mát dịu, ta thấy thích thú? Nhưng mà 12 giờ khuya cũng ngay gốc cây đó, đố ai dám ngồi? Cũng ngay một chỗ thôi. Cho nên âm cũng ở chỗ đó, mà dương cũng ở chỗ đó. Không gian và thời gian chỉ mang tính tương đối. Mình ban ngày thì mình thấy đường, nhưng ban đêm mình không thấy đường. Ngược lại thì con chim cú, ngược lại thì con rắn, ban ngày nó ngủ nó không thấy đường,
nhưng mà ban đêm con mắt nó sáng quắc. Cái gọi là trên dưới cũng chỉ là tương đối. Mình ngồi ở đây, cái này là trên hay dưới? Trên, còn này là dưới phải không? Nhưng mà con thạch sùng là này là trên hay dưới? Cái này là ở trên. Tại vì nó chúi đầu xuống cho nên mình là ở trên của nó. Cái gọi là trên dưới cũng là quy ước. Và cảnh giới của các loài ngạ quỷ, các loài ma cũng ở quanh ta, nhưng mà điều mình không có khả năng tiếp xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có. Hiện nay có cái hiện tượng rất là phổ biến gọi là áp vong đó quý vị. Đặc biệt là cái vùng Nghệ An đó, tới mấy chục nơi gọi là trung tâm áp vong. Và điều đó nó có hay không có, và nó có đem lại cái lợi ích gì hay không? Cái việc tiếp xúc với cảnh giới người đã khuất là điều đó có. Nhưng mà quan điểm của Đạo Phật để mà gọi hồn là điều này không nên. Không nên. Làm như vậy để rồi người kia luyến tuyết không tái sinh được. Không tái sinh được. Và áp vong nhập hồn như vậy cũng chỉ để đáp ứng những cái thị hiếu của chúng ta, để chúng ta cần người kia giúp giùm chúng ta cái này cái nọ, chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Và trong trường hợp nào thì cái vong đó có thể nhập vào cái con người này? Mỗi con người nó có một cái định lực khác nhau, và nó có một cái nội lực để từ đó có khả năng tiếp xúc hay không tiếp xúc. Những người thiếu định lực, những người mà tâm tán loạn, những người mà sống nhiều với cái cảnh giới của âm thì cũng dễ tiếp xúc với người đã khuất. Thúy Kiều là một câu chuyện đó quý vị. Thúy Kiều là một cái người có nhiều hạt giống tiêu cực và có nhiều hạt giống thích làm bè bạn với những người đã chết, với những người đã khuất. Trong một cái buổi đi chơi, thế là thấy một năm mộ xề xề nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Vương Quang mới nói đó là mộ của Đạm Tiên. Thế là Thúy Kiều òa khóc. Mọi người cùng nhau đốt nhang để khấn vái, rồi kéo nhau đi về. Nhưng mà Thúy Kiều lại không chịu về, ở lại làm thơ tặng cho con ma Đạm Tiên. Làm thơ tặng cho một cái bài thơ gọi là Tứ Tuyệt. Làm thơ tặng rồi, Thúy Vân phản đối, Vương Quang cũng phản đối, nhưng mà chị vẫn cứ làm, rồi lại viết. Viết trên một cái vỏ cây, cạnh một cái gốc cây đó. Khi mà cái tâm của cái con người mà tiếp xúc và gửi gắm thì có cảm thì có ứng. Lúc bây giờ hồn ma bóng quế hiện về. Lúc bây giờ gió lốc cuồn cuộn và một cái bóng mờ của Đạm Tiên hiện về. Thúy Vân hoảng hốt, Vương Quang cũng hoảng hốt. Nhưng mà lúc bây giờ là Thúy Kiều thế nào quý vị? Vui, hữu tình ta lại gặp ta, chẳng nề u hiển mấy là chị em. Thúy Kiều mới nói, chị Đạm Tiên đó hả? Như vậy là mình có duyên rồi đó, mình gặp nhau rồi đó. Đã là chị em với nhau thì đâu có hề nề là sống chết đâu, phải không chị? U có nghĩa là cõi âm, mà hiển là cõi dương. Đã chị em rồi là bất kể là cõi sống hay cảnh chết là ta vẫn gặp nhau. Bắt đầu tiếp xúc được với cảnh giới, làm thêm bài thơ cổ phong để tặng người chết nữa. Cho nên khi mà cái tâm nó tiếp xúc được, có những hạt giống để tiếp xúc với người âm thì người kia xuất hiện. Cho nên chúng ta cũng vậy. Với cái tâm yếu đuối, với cái tâm sống mộng mị, với cái tâm chỉ hướng về cái cảnh giới âm và thiếu định lực thì ta dễ xảy ra cái tình huống đó. Ta dễ xảy ra cái tình huống đó. Có những người không đồng tình với cái việc vong nhập, và người ta lý giải đó là rối loạn đa nhân cách. Thực ra không phải đâu. Đây là một cái hiện tượng có thật trong cảnh giới của những người đã khuất và họ tiếp xúc được với ta. Ở mỗi người nó có một cái làn sóng khác nhau, và cái làn sóng đó có khả năng tiếp xúc được với cảnh giới của người âm quý vị. Cái từ trường năng lượng của mỗi con người khác nhau, và nó tạo ra cái năng lượng để tiếp xúc. Cho nên chúng ta đừng có khinh suất
trong cái việc đối với những người đã quá cố, đối với những người đã khuất. Tại chùa mỗi chiều mấy thầy hay làm cái lễ cúng mông sơn thí thực, là cúng cho những người đã khuất á, là chính là vậy. Mà Đức Phật dạy là âm siêu dương thái, muốn cầu cho cõi dương được thái bình thì trước hết là người âm phải siêu thoát, cho nên nó phải tồn vong lưỡng lợi. Thì đó là cái vấn đề mà Đức Phật dạy, mà cái cách ứng xử cho chúng ta giữa người sống và người chết. Rồi làm sao để biết được cái người bệnh tâm thần với cái người bị vong nhập? Cái người bệnh tâm thần á, thì họ nói chuyện một cách khoa học, mà khoa học và không bình thường, nói chuyện không có gì là mắc mớ. Còn những người bị tâm thần á, đôi khi có những câu nói ta nghe ghê rợn lắm, có nghĩa là ta nói giống như là đang nói với một người nào đó, hoặc là ta đang nói tiếng miền Nam tự nhiên chuyển qua tiếng Huế, chuyển qua tiếng Bắc, hoặc là đang xin, đang cầu khẩn, đang kể về quá khứ của ta, sống khổ đau hoặc là bị đầy đọa bẫy như thế nào. Đó là hiện tượng của những người âm. Cái sắc diện nó thay đổi liên tục và nhìn nó rất là ghê rợn. Còn người bị bệnh tâm thần á, là nó chỉ bị biến đổi về trí não thôi, cái tâm thần nó không được bình thường thôi. Hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như là có một cái câu chuyện, người mẹ có một đứa con bị bệnh tâm thần. Người mẹ nói con đi đâu á là con phải lấy cái chìa khóa nè, con mở vào trong ổ khóa rồi con mở cửa ra rồi con mới bước ra nghe. Còn nếu mà con không mở là con không bước ra được. Thì đứa con này là học thuộc là cầm chìa khóa, mở cửa và bước ra. Thì có một lần người mẹ mở cửa sẵn rồi không có đóng. Thế là cậu ta nói, la lên, mẹ à, con không ra được. Mẹ nói, tại sao ra không được? Cánh cửa đã mở như thế này, làm sao con không ra được? Cái người mẹ nói, thì con cứ ra đi. Mẹ bảo con là phải đút chìa khóa vào rồi mới mở cửa ra. Bây giờ mẹ mở sẵn rồi, làm sao con ra? Có nghĩa là anh ta luôn học cái công thức là phải đút chìa khóa rồi mở cửa mới ra. Còn bây giờ là cửa mở sẵn rồi thì không ra được. Một trường hợp nữa là một anh chàng rất là sợ con gà. Rất sợ con gà. Bởi vì anh ta hình dung mình là cái hạt bắp. Anh ta hình dung mình là cái hạt bắp. Mà hạt bắp là sợ con gà nó ăn. Cho nên đưa vô cái tâm lý trị liệu để trị. Anh không phải là hạt bắp, anh là con người. Anh là con người, anh đừng có sợ. Anh tới là 60-70 kg mà. Trên có một lần anh thể hiện cái bản lĩnh, anh không sợ gà, không sợ gà. Anh bước ra đàn gà, anh vừa bước ra con gà nó hét lên, anh chạy vô, anh khóc, anh la. Thì cái người bác sĩ mới nói là anh là con người mà. Anh nói tôi biết tôi là con người và nó là con gà. Nhưng mà trong đầu nó đâu nghĩ tôi là con người mà nó nghĩ tôi là hạt bắp. Trên cái tư duy của người ta, của những người nó không được bình thường. Tư duy của con người không bình thường, nó do nó máy móc, nó bị khiếm khuyết về trí não. Còn những người bị vong nhập là những người bị điều khiển bởi một cái vong hồn khác và không tự chủ về mình. Vậy thì phương pháp trị liệu là như thế nào? Đối với các cái y khoa của khoa học thì người ta dạy đó là phải là thư giãn, phải là tránh tiếp xúc với tiếng ồn, phải là không được để cho người kia có cái cơ hội để mà thăng hoa trong những lúc bệnh hoạn. Thì điều đó là đúng. Dù là bệnh hoạn tâm thần hay là ma nhập á, thì không phải lúc nào cũng khùng cũng điên đâu, mà có lúc tỉnh, có lúc mê. Và lúc tỉnh thì người ta biết, người ta khóc, người ta buồn lắm, tại sao người ta mang cái bệnh như vậy. Nhưng mà lúc người ta đã bị như vậy, người ta không biết gì. Nhưng có một điều là chúng ta nhớ là đừng có kích thích những lúc người ta bị bệnh. Ví dụ như là mình hỏi cái này, mình nói cái kia,
càng hỏi càng nói thì người ta càng thăng hoa và người ta càng kích động cái của người ta lên. Cho nên mình giới hạn các cái việc đó và tránh những cái tiếng động, hoặc là tránh những cái mà người mình xem những cái kinh nghiệm mà người ta thường xảy ra những biến cố như thế nào, thì mình giới hạn điều đó. Còn với lời Phật dạy thì dù là bị tâm thần hay là dù bị va nhập thì có một mẫu số chung là tâm bất định, tâm náo loạn, tâm dao động, không có sự định tĩnh. Vì vậy cho nên cái cơ bản của người đó là cần phải có sự định tĩnh, cần phải có một cái nội lực. Làm sao để có nội lực, làm sao để có được tâm định tĩnh? Thứ nhất là phương pháp sám hối. Sám hối đó là một cái pháp môn cầu an hữu hiệu nhất. Tại sao? Bởi vì con người ta nghiệp chướng sâu nặng, nghiệp chướng sâu nặng. Cho nên mình sám hối để cho nó tiêu trừ nghiệp chướng. Và khi nghiệp chướng tiêu trừ, có nghĩa là thân an, có nghĩa là tâm an. Con người ta nó có mấy cái bệnh. Thứ nhất là thân bệnh, thứ hai là tâm bệnh, và thứ ba là nghiệp bệnh. Thân bệnh là phải nhờ y khoa can thiệp. Tâm bệnh là phải vật lý trị liệu, là phải nhờ đến giáo pháp của Như Lai. Và nghiệp bệnh là phải nhờ sự chuyển hóa thông qua thực hành những lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà thân bệnh nó liên quan đến tâm, nó liên quan đến nghiệp. Tâm bệnh nó liên quan đến thân, nó liên quan đến nghiệp. Và ngược lại, nghiệp bệnh nó có một cái ràng buộc mắc xích. Cho nên đừng nghĩ là lên tụng kinh cầu an mới là an, mà sám hối là một pháp môn cầu an hữu hiệu nhất. Bởi vì sám hối thì tiêu trừ nghiệp chướng, mà tiêu trừ nghiệp chướng thì thân khỏe tâm an. Thứ hai là dùng pháp môn niệm Phật để ngự trị tâm. Hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vào, thở ra, A Di Đà Phật. Cái tâm của con người nó bị tán loạn, cho nên cần phải trụ tâm vào một chỗ. Hoặc là cái sâu chuỗi, hoặc là cái hơi thở để mà trụ tâm vào. Quý vị biết là hơi thở rất là mầu nhiệm. Tôi đã đọc trong một bản kinh Tăng Chi mà Đức Phật nói tôi giật mình. Quý vị biết Đức Phật nói hơi thở là gì? Hơi thở là phạm trú, là thánh trú, là giải thoát trú. Có nghĩa là hơi thở là nơi trú ngụ của chư Phật, của các bậc thánh. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều ngụ vào trong hơi thở mà thành tựu quả Bồ Đề. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta trì kinh, thì chúng ta phải trụ tâm vào một chỗ. Và hơi thở đó là cái chỗ định tâm quý nhất. Có ai tắt thở mà còn ý thức được không? Không. Hơi thở nó thường trực ở trong ta. Vì vậy, hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vào, thở ra, A Di Đà Phật. Nhờ định tâm mà ý thức được mình, nhờ định tâm mà tuệ được soi sáng, nhờ định tâm mà nội lực được vững chãi, và do vậy không bị tác động của ngoại lai, do vậy ta không bị chi phối ở mọi sự mọi vật ở trên cuộc đời. Về vấn đề cầu siêu, có kết quả cho việc tiêu trừ nghiệp chướng và cầu siêu độ cho những người đã khuất hay không? Bắt đầu từ câu chuyện Ngài Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, và Đức Phật dạy muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Nhờ năng lượng công đức của thập phương tăng mà chuyển hóa, mà đem đến kết quả mẹ của Mục Kiền Liên tái sinh. Từ đó phương pháp cầu siêu được phổ biến khi người thân của mình đã mất, hoặc một năm hoặc nhiều năm, để gửi cái năng lượng trì tụng đến với những người đã khuất. Ta biết được rằng khi ta nói, khi ta làm, khi ta tư duy đều tạo ra cái năng lượng. Năng lượng đó là nó luôn luôn nó tỏa ra. Mạnh hay yếu là do cái nội lực ta tạo ra. Trong hành xử mỗi ngày của chúng ta đều có năng lượng. Ví dụ như là ta khen một người nào đó thì người kia mỉm cười,
tức là đang gửi cái năng lượng vui cho người kia. Còn nếu ta chê một người nào đó, ta chửi một người nào đó, thì người kia giận sân lên, đó là ta đang gửi một cái năng lượng xấu, năng lượng khó chịu đến cho người kia. Mặc dù không đụng chạm, nhưng mà cái năng lượng nó gửi đâm đến. Thì khi ta tu tập, ta hành trì, nhờ đạo lực, nhờ sự mầu nhiệm của Phật Pháp, và nhờ công đức tu tập của Đại Tăng, nó tạo ra năng lượng để gửi gắm đến người đã khuất. Nó cũng giống như là gửi quà vậy. Còn sống với nhau thì ta tặng quà, ta gửi cho nhau. Còn khi đã khuất thì ta nhờ năng lượng công đức để ta gửi gắm đến người kia, người kia có nhận được. Nhưng không có nghĩa là nhận được 100%. Ta tạo được 7-8 thì người kia nhận được 1-2. Còn cái phần công đức phần nhiều là ta lãnh. Tuy nhiên người kia cũng được ảnh hưởng từ công đức của ta, và từ công đức đó người kia tuệ được sáng và thấy được đường lành để mà đi về nẻo chánh. Cho nên pháp môn cầu siêu mà Đức Phật dạy là có khả năng chuyển hóa thông qua gửi năng lượng công đức đến cho người kia, để người kia được nhẹ dần cái nghiệp chướng mà siêu thoát. Thì điều đó có chứ không phải là không. Thành thử cái việc mà bị vong nhập là có, nhưng chúng ta phải có tuệ để chúng ta quán chiếu, để thấy, để tránh cái tình trạng mà hiện nay không ít người đã lợi dụng cái việc ma nhập này mà rồi quậy hồn áp vong, nó dẫn con người ta vào cái vấn đề mê tín là cái không nên. Và một điều nữa xin nhắc với quý vị Phật tử, nếu trong gia đình mình có người thân đã mất, chúng ta nên làm hai việc. Thứ nhất là hành trì cầu nguyện, và thứ hai là làm những điều phước lành để hồi hướng công đức. Đừng áp vong, đừng gọi hồn, chẳng có kết quả gì hết. Cái đó chẳng khác nào chúng ta kêu ngược cái người kia trở lại, để người kia luyến ái mà không siêu thoát, và chỉ đáp ứng những cái cảm xúc thế gian để giúp cho chúng ta thế này thế kia, hoặc là chúng ta muốn biết người đã mất thế nào thôi, chứ nó không đem lại lợi lạc cho cả ta và cho cả người kia. Cho nên gọi như vậy nó chỉ rắc rối thêm cho cả người sống và người chết. Cách tốt nhất là làm tạo công đức để hồi hướng, và thứ hai là cầu nguyện, bố thí, phóng sinh để hồi hướng phước lành. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta làm để cầu nguyện cho người đã mất. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Thượng tọa giảng sư. Qua đây cho chúng ta thấy trường hợp vong nhập là có thật, không thể phủ định. Và trường hợp này đã xảy ra rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Nó đã làm cho biết bao nhiêu gia đình phải chịu nhiều đau khổ, nhất là người bị nạn. Nếu chúng ta không có kiến thức, hiểu biết về vấn đề để phân biệt đâu là vong nhập, đâu là tâm thần, chúng ta dễ lạm dụng. Khi người bị nạn có những biểu hiện bất thường, chúng ta đổ thừa đó là do vong nhập. Từ đó mê tín dẫn dắt chúng ta đi tìm đến thầy bùa, thầy ngải, mong chữa được hết bệnh, nhưng càng làm càng nặng thêm, hậu quả là tiền mất tật mang. Kính thưa quý vị, phần giải đáp vừa rồi quý vị cũng đã nghe Thượng tọa giảng sư làm rõ. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai. Kính bạch quý thầy, có một lần con tới chùa lễ Phật. Khi ra phía sau hộ tổ lễ các vị A-la-hán, người bạn đi cùng con hỏi rằng, tại sao 18 vị thánh La-hán thờ trong chùa lại có hình tướng gầy ốm, kỳ dị, không đầy đặn, xinh đẹp, hiền từ như Đức Phật? Câu hỏi của bạn con khiến con vô cùng lúng túng. Còn kính xin quý thầy cho chúng con được biết danh từ A-la-hán nghĩa là gì? Con số 18 có ý nghĩa như thế nào? Vì sao các vị thánh La-hán lại có hình tướng gầy ốm, kỳ dị như thế? Nam mô A-di-đà Phật. Trước hết
Chúng tôi xin được giải thích là tại sao các vị A-la-hán là có những hình tướng dị kỳ, và có đúng là những vị A-la-hán là như vậy hay không? Ta biết được rằng là ai là người thấy được A-la-hán để mà tạc tượng? Na mang tính biểu trưng. Ví dụ như là Đức Phật. Đức Phật là biểu trưng cho đức tính từ bi và trí tuệ. Từ bi phải toát ra một cái tình thương yêu vô hạn đối với muôn loài chúng sinh. Cho nên Ngài có một cái hảo tướng phi thường. Ngài có trí tuệ lớn, cho nên với hào quang sáng chói chiếu soi rộng khắp để độ vô lượng chúng sinh. Bởi vậy Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Một bậc thầy của trời và người, cho nên tạo ra một cái đức tướng vô cùng tuyệt vời. Kinh điển đã nói về cái đức tướng của Như Lai là cho đến muôn ngàn vạn kiếp cũng không xưng tán được hết cái vẻ đẹp. Nhưng mà tự trung là nó biểu trưng cho cái từ bi và trí tuệ của một đấng giải thoát. Rồi các vị A-la-hán cũng thế. Tùy theo cái công hạnh của mọi vị mà nó thể hiện ra cái thân tướng ở bên ngoài. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, giống như là một người mẹ hiền thương con, trên hình ảnh một người phụ nữ. Tâm của chúng ta quá khổ đau bởi những ngọn lửa sân giận thiêu đốt, cho nên Bồ Tát có bình cam lồ, có cành dương để rảy xuống làm mát dịu cõi lòng. Đó là cái mang tính biểu tượng. Thì các vị A-la-hán này cũng vậy. Những cái thân tướng khác nhau là biểu hiện cái công hạnh khác nhau. Có những cái vị mà cái lông mi nó dài xuống tới đầu gối á, người ta gọi là trường mi la hán. Rồi có những cái vị la hán mà có khả năng cảm hóa được cả con rồng thì người ta gọi là hàng long la hán. Rồi có những vị mà giật được cả con cọp gọi là phục hổ la hán. Rồi có những vị la hán mà ngồi trên con hươu thì gọi là tọa lộc la hán. Thì mỗi cái vị có một cái tướng trạng, có cái công hạnh khác nhau, cho nên người ta đưa cái hình tượng khác nhau để biểu thị cho cái vị A-la-hán đó. Cái thứ hai nữa đó là mỗi hình tượng A-la-hán nó ra đời trong cái đỉnh cao của nghệ thuật, văn học, thi ca, hội họa, nhất là vào cái đời nhà Đường thì vô số những bức tranh của các vị La Hán được ra đời. Vô số. Lúc bây giờ là thi ca rồi hội họa rồi biết bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật ra đời đều chú trọng đến các vị A La Hán. Thì từ đó mà rất nhiều vị La Hán với nhiều cái hình tướng khác nhau. Và có những vị La Hán nó gần gũi với con người, nó đi vào lòng người một cách gần gũi thiên nhiên, cho nên nó cũng có những vị là bình dị với nếp sống với con người, có những vị là cởi trần, có những vị ngồi là ngoáy tai gọi là khoái nhĩ La Hán, có những vị là banh cái ngực ra gọi là khai tâm La Hán. Là những cái hành động biểu trưng thôi, chứ không phải là một cái gì khác. Nó xuất phát từ cái nghệ thuật thi ca, rồi văn chương, rồi hội họa. Và có thể nói rằng là thịnh trị nhất là đời nhà Đường. Cái bộ A-la-hán đầu tiên mà vẽ lên là người ta có thể thấy là họa sĩ Trương Huyền vào đời nhà Đường. Và lúc bấy giờ người ta vẽ cái bức tranh đó là khởi thủy là 16 vị A-la-hán, quý vị. 16 vị. Nhưng mà sau này thì nó nâng lên thành 18, để con số là 18 là con số có một chút ý nghĩa trong cái việc tu tập một tí. Trong Pháp Trụ Ký thì nêu lên 16 vị A-la-hán với 16 tên gọi nghe rất là lạ, nghe rất là lạ. Trong đó chỉ có hai vị quen thuộc
là Tăng Đầu Lư Phả La Đọa và La Hầu La, chính là hai vị cùng thời với Đức Phật. Còn số còn lại là tôi thấy rất là lạ. Là vị thì ở Đông Thắng Thần Châu, vị thì ở Nam Thiệm Bộ Châu, vị thì ở Bắc Cô Lô Châu, vân vân. Nhưng mà trong Pháp Trụ Ký thì ai là người nêu ra 16 vị này? Đó là một vị cao tăng ở bên Tích Lan, ra đời sau Đức Phật khoảng 800 năm. Đó là Ngài Nan Đề Mật Đa La. Ngài kể cho mọi người nghe là có 16 vị A-la-hán đang hành đạo ở khắp các nơi ở trong vũ trụ. Và vì Nan Đề Mật Đa La kể 16 vị, cho nên Phật giáo lúc bây giờ đưa Nan Đề Mật Đa La vào trong danh sách A-la-hán luôn, là vị thứ 17. Và chính Trần Huyền Trang dịch ra cái Pháp Trụ Ký này, cho nên mọi người tôn vinh Trần Huyền Trang là một vị La Hán, cho nên đưa Ngài Trần Huyền Trang vào luôn, thành 18 vị La Hán. Nhưng mà chưa hết, thì cũng thời nhà Đường, đến cái một cái vị tên là Chí Bàn. Chí Bàn thì không có đưa Ngài Nan Đề Mật Đa La với Trần Huyền Trang, mà đưa Ngài Ca Diếp, gọi là Sơ Tổ Thiền cùng thời với Đức Phật, với một vị nữa là Quán Thủ, là để trở thành 18 vị. Vậy thì chúng ta thấy, xét về mặt Pháp Trụ Ký, không có một cơ sở nào trong kinh văn mà do một vị thiền sư của Sri Lanka vào thế kỷ thứ hai nêu ra 16 vị La Hán, và sau này người ta đưa thêm hai vị nữa cho đủ 18. Con số 18 đó là nhắc nhở chúng ta tu tập, nhắc nhở về lục căn, lục trần và lục thức. Trong mỗi chúng ta đó, là đều có 6 căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Và khi căn tiếp xúc với trần, nó tạo ra cái thức. Vì cho nên á, cái sâu chuỗi của chúng ta 18 hạt á, là khi niệm Phật á, không phải chỉ niệm cái miệng không đâu, mà tất cả căn trần thức quy về một. Niệm Phật không phải chỉ cái miệng đâu, mà tất cả đều phải niệm, đồng thanh niệm, đồng loạt niệm, tất cả đều nhiếp niệm thân khẩu ý về một. Chứ không phải chỉ cái niệm bằng cái miệng, mà thân không niệm, tâm không niệm thì không có công đức. Trên con số 18 nó có ý nghĩa là như vậy, để người ta nâng lên, để cho nói chúng ta nhiếp niệm đi về một chỗ. Đó là cái điểm khởi nguyên. Còn về mặt kinh văn á, là con số 16 đó, thì trong một số bản kinh, mà cụ thể là kinh A-di-đà, là trong một cái chúng hội mà nghe Đức Phật thuyết pháp, thì chúng ta thấy là có trưởng lão Xá Lợi Phất, rồi Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Ly Ha, Ly Bằng Đa, Châu Lợi Bằng Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tăng Đầu Lư, Phả La Đọa, Ca Lưu Đại Di, Maha Kiếp Tăng Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, là đó là 16 vị. Là trong cái nguyên thủy mà chúng ta thấy cái chùa Tây Phương ở ngoài Bắc á, là cũng 16 vị. Còn đưa thêm hai vị nữa là đủ con số 18, như chúng tôi cũng có nói với quý vị, là căn trần thức để cho nhiếp niệm đối với chúng ta trong vấn đề tu tập. Còn về ý nghĩa của A-la-hán như thế nào? Đây là cái cơ bản mà tôi muốn nhấn mạnh để quý vị lưu ý. Cái hình tướng đó không phải là cái để cho chúng ta chú trọng đâu, mà cái là chúng ta phải ý thức về cái đường hướng tu tập của mình. A-la-hán ý nghĩa thứ nhất là sát tặc, có nghĩa là cái người giết giặc. Ở đây không phải là cầm súng hay là cầm gươm ra chiến trận đâu, mà giết giặc phiền não. Một người cầm thanh gươm trí tuệ để dẹp trừ phiền não nhiễm ô đang ngự trị trong lòng mình. Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là một chiến công vô cùng oanh liệt.
một người có thể chiến thắng trước một vạn người, nhưng mà không chiến thắng lấy mình, một cơn sân nổi lên, một cơn tham nổi lên, có thể tự tử, có thể giết người, có thể đập phá một cách vô cớ, có nghĩa là mình đã thất bại. A-la-hán là đã chiến thắng với mình, chính mình, dẹp được giặc vô minh và phiền não, cho nên gọi là sát tặc. Thứ hai gọi là ứng cúng, là một vị xứng đáng được thọ nhận sự cúng dường của trời và người. Và thứ ba là bất sinh, tức là cái người thoát khỏi cái sinh tử luân hồi của chúng sinh, vẫn sống trong cuộc đời nhưng mà vẫn ngộ được lý vô thường, đi giữa dòng đời sinh tử nhưng mà không bị chi phối bởi khổ đau của sinh tử. Cái lộ trình tu chứng để làm sao đạt được cái quả vị A-la-hán, cái vị này phải trải qua các cấp độ. Thứ nhất là phải đạt được sơ thiền, có nghĩa là quả vị nhập lưu. Nhập lưu có nghĩa là phải bước vào dòng thánh, quý vị. Cái vị này đó là phải dẹp trừ các ái dục và dẹp trừ những cái điều ác, chứng và trú thiền thứ nhất. Cái trạng thái này hỷ lạc do ly dục sinh, từ bỏ ái dục mà nó tạo lên một cái niềm hỷ lạc ở trong tâm. Nhưng mà lúc bây giờ có tầm và có tứ. Đến cái trạng thái thiền thứ hai đó là bỏ tầm và bỏ tứ. Tầm có nghĩa là để tâm vào đối tượng, và tứ là dán chặt tâm vào đối tượng. Và cái trạng thái thiền thứ hai là cái tâm nó hoan hỷ nhờ định, nhờ định mà sanh tâm hoan hỷ. Và đến trạng thái thiền thứ ba đó là ngay cả cái tâm mà trụ vào trong hỷ cũng phải bỏ luôn. Đức Phật dạy cái người tu á, khi mà cái đi vào cái trạng thái thiền á quý vị, có những lúc là nó nghiện thiền nghe quý vị. Nó gọi là nó nghiện trong cái cơn hỷ đó. Cái đó cũng là mắc cái sai lầm luôn. Cho nên gọi là ly hỷ trú xả, phải từ bỏ cái hỷ luôn. Chứ nếu không mà nghiện vào trong cái hỷ đó là cũng không có giải thoát. Trú vào trong cái niệm xả và từ bỏ cái niệm hỷ. Chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Đó là trạng thái thiền thứ ba. Trạng thái thiền thứ tư, đó gọi là xả niệm thanh tịnh. Từ bỏ xả các cái gọi là khổ hay là lạc hay là cái vui, và đi vào cái niệm thanh tịnh, chứng quả bất sanh. Cái trạng thái thứ tư này gọi là A-la-hán, là vô sinh. Còn ba trạng thái đầu á, là nhập lưu, rì nhất lai, bất lai, là vẫn còn là các bậc thánh hữu học. Đến trạng thái thứ tư á, là gọi là vô học hoặc là A-la-hán. Khi đã đến bậc A-la-hán rồi là không còn trở lại sinh tử luân hồi ở trong cuộc đời. Mà người tu á, là cần đạt đến cái quả A-la-hán, không còn trở lại cái trạng thái khổ đau của cuộc đời. Muốn như vậy đó, thì con người ta phải hành trì, cần phải niệm Phật nhất tâm, cần phải quán niệm hơi thở, cần phải đi vào thiền định, cần phải gột rửa tâm ý cho sạch, thì mới đạt được cái trạng thái, cái cảnh giới vô sinh của các vị A-la-hán. Còn những cái hình tướng ốm hay gầy mà người ta vẽ, đó chỉ là hội họa, đó chỉ là thi ca, đó là chỉ là nói lên cái đức tướng của các vị khác nhau thôi. Còn con số đó, là 16 hay 18 là chỉ là mang tượng trưng. Còn trong pháp trụ ký á, thì đó là một cái con số mà một vị thiền sư của Sri Lanka nêu ra, chứ ngay từ thời Phật thì nó không có cái cơ sở. Còn trong kinh văn á, thì có 16 vị mà trong kinh A Di Đà có nêu, và sau này người ta đưa thêm 2 vị nữa cho đủ con số 18 mà như chúng tôi đã nêu với quý vị. Kính thưa quý vị, trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Bắc truyền, hành trạng của 18 vị La Hán có những diễn giải về những vị bản khác nhau. Tùy theo không gian, bối cảnh văn hóa cũng như là quan điểm của dân gian mà có sự đa dạng phong phú về hành trạng của thập bát La Hán. Nhưng cũng có những tương đồng lớn nhất, đều xuất phát từ tinh thần xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Các ngài không màng đến ngoại hình, không cần dung dưỡng cho một thân thể tươi đẹp,
thanh lịch sung sức, mà chỉ an trú trong đạo đức cao thượng siêu phàm, luôn có trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ hoàn truyền chánh pháp, cũng như khẳng định tính thiết thực khả thi trong những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Kính thưa quý Phật tử, niềm tin là một chất liệu không thể thiếu trong đời sống tâm linh, là mục tiêu để ta hướng đến. Do đó, chúng ta càng nhận thức rõ đâu là niềm tin chân chánh, đâu là niềm tin thiếu sáng suốt, để chọn cho mình một lối đi đúng trong niềm tin. Nhưng muốn có được niềm tin đúng đắn thì không phải dễ, đòi hỏi mỗi con người phải có trí tuệ, am hiểu về Phật Pháp, am hiểu về các quy luật vô thường, nhân quả và nghiệp báo. Nếu không, phần lớn chúng ta đều cho rằng Đức Phật là một đấng thần linh có quyền ban ơn giáng họa cho chúng sanh. Không biết quan niệm này có đúng với chân lý hay không? Xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối của chương trình. Kính bạch quý Thầy, theo chúng con được biết, trong những năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông đã đưa tin một số ngôi chùa bị hỏa hoạn. Trong khi đó, Phật tử chúng con cứ nghĩ chùa là nơi bình yên cho chúng con quay về nương tựa tu học để được chư Phật che chở, tai qua nạn khỏi. Vậy tại sao chư Phật không hộ trì cho các ngôi chùa vượt qua tai họa đó? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, thưa đại chúng, đây là một điều mà chư Tăng, tất cả quý vị cũng như bản thân chúng tôi cũng ưu tư trong cái việc mà chùa chiền thời gian gần đây xảy ra nhiều cái biến cố hỏa hoạn liên tục xảy ra. Tháng 7 vừa rồi, một ngôi chùa cổ trên 300 tuổi ở tại quận 9 cháy sạch, phải không? Đến tháng 8, một ngôi chùa ở Gò Vấp cũng bị cháy sạch, phải không? Đến tháng 9, một ngôi chùa ở Sóc Trăng cũng bị thiêu rụi. Rồi đến tháng 10, một ngôi chùa ở Kiên Giang cũng bị thiêu rụi. Tôi xin phép không nêu tên từng ngôi chùa cụ thể. Và quý vị biết là từ 2007 cho đến 2012, trong vòng 5 năm là riêng ở Sóc Trăng là cháy 6 ngôi chùa. Và trong vòng từ 18 tháng 8 cho đến 15 tháng 9 vừa rồi là có 3 ngôi chùa cháy. Một cái hỏa hoạn khá nghiêm trọng. Đó là một số chùa mà người ta thống kê được, còn một số nơi người ta thông tin đại chúng không đưa lên. Nhưng mà đúc kết lại những cái hậu quả là gì? Chập điện là một, và đèn cầy cháy là hai. Đó là hai cái nguyên nhân để dẫn đến cái sự cố đó. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là chùa là nơi linh thiêng, là nơi Phật Pháp nhiệm màu, là nơi có Thiên Long Bát Bộ rồi hộ pháp thiện thần, mà không dập được những ngọn lửa đó à? Quỷ thần tới mà còn bắt trói lại được, mà không lẽ một vài ngọn lửa không bắt được? Chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu giáo lý. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu á, chúng ta dễ đi vào mê lầm lắm. Chúng ta dễ đi vào mê lầm lắm. Quý vị có đồng ý với chúng tôi là Đức Phật dạy là chư hành vô thường không? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Tất cả vạn sự vạn vật đều là vô thường, vì nó là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt mới là an vui. Vậy thì ta thấy xây chùa để làm gì? Chùa để làm gì? Thứ nhất là trong chùa có Phật, là xây chùa để thờ Phật.
Rồi thứ hai làm gì? Là để tụng kinh, để giảng pháp. Thì có nghĩa là trong chùa có pháp. Rồi thầy chùa để làm gì? Để chư tăng tu. Trong chùa có tăng. Như vậy là có Phật, có pháp và có tăng. Nhưng mà Phật này có phải là Phật giải thoát, Phật giác ngộ, Phật xuất thế gian không? Cái này mới là tượng Phật thôi. Tượng có nghĩa là na ná, có nghĩa là giống giống. Người ta làm nên một Đức Phật bằng gỗ, bằng đồng, bằng đất, bằng đá để đặt lên để mà thờ. Đó là đối tượng để chúng ta hướng về Đức Thích Ca, hướng về Đức A-di-đà, hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị giải thoát để mà tu tập. Đức Phật không còn nữa, giáo pháp không còn được lắng nghe, cho nên thông qua những cái bộ kinh mà chúng ta đọc, đó là pháp thường trụ. Các vị thánh tăng không còn nữa, nhưng mà chứng vị các vị hiền tăng, phàm tăng trên đời đi trên con đường giải thoát. Có nghĩa cái ngôi Tam Bảo này là ngôi Tam Bảo thường trụ thế gian. Ngôi Tam Bảo thường trụ thế gian. Đức Phật ngồi trên bàn kia 100, 200, 300 năm rồi cũng mục, cũng hư, rồi cũng phải sửa lại. Quyển kinh kia 50 năm, 70 năm rồi cũng mục, cũng hư. Ông thầy tồn tại thì cỡ như là 50 năm, 100 năm rồi cũng phải qua đời. Chẳng may mà gặp hỏa hoạn thì cũng phải dắt dò mà chạy. Không chạy thì cháy ráng chịu. Cho nên ông thầy thì cũng phải sanh già bệnh chết thôi. Ngôi chùa thì cũng thế thôi. Rồi Đức Phật ngồi trên bàn thì cũng bị cháy rụi thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu người nào mà tìm Như Lai qua âm thanh sắc tướng thì hãy thận trọng, coi chừng đi con đường tà. Ở nơi đó không thấy Như Lai đâu. Phải lưu ý. Có nghĩa là khi mà tâm của chúng ta hướng lên Đức Phật thì thông qua cái tượng Phật trên bàn thờ, mình phải quán tưởng được Đức Phật ở cảnh giới Tây Phương. Mình phải quán tưởng được Đức Thích Ca ở 26 thế kỷ trước. Và trong quá trình tiếp xúc đó, mình thấy một Đức Phật trong tâm mình hiển hiện, nó xuất hiện gần gần. Và khi mình đọc giáo pháp, rồi mình thâm nhập giáo pháp, rồi mình hành trì giáo pháp, thì mình mới ứng nghiệm được giáo pháp. Và mình gần gũi với tăng thì cái tính thanh tịnh, tính hòa hợp trong lòng của mỗi mình nó gần lộ diện. Cho nên cái ngôi chùa vật chất này là cái nơi để chúng ta cùng nhau về để tu tập. Nó là cái sự vật hiện tượng được tạo dựng bởi vật chất, rồi đến một lúc nào đó nó cũng tàn lụi theo thời gian. Chỉ tiếc một điều là nó không có sập do mối, do mọt, mà do hỏa hoạn, hoặc là do nước cuốn trôi, hoặc là do những sự cố này kia. Điều đó cảnh báo chúng ta điều gì? Có nghĩa là chúng ta tu hành nhưng mà thực hiện lời Phật dạy chưa miên mật. Có nghĩa là cái gì? Là thiếu chánh niệm. Chúng ta bất cẩn để dẫn đến việc hỏa hoạn. Nhưng mà tôi nói như thế này đó, là nói là để rồi quý vị hỷ xả nghe. 10 ngôi chùa cháy là hết 9 ngôi chùa là do Phật tử đem đèn cầy tới. Cho nên rồi á, chúng ta phải biết là chúng ta đem cái trí tuệ sáng ngời để chúng ta cúng Phật. Chúng ta đem cái giới đức thanh cao để chúng ta cúng Phật. Còn khi mà đèn đến xong rồi là chúng ta phải thận trọng, chúng ta phải biết dẹp. Còn nếu chúng ta bất cẩn rồi tất cả đều cũng sẽ bị chi phối bởi nạn nước, nạn lửa, nạn đao binh. Tất cả đều theo quy luật vô thường. Nhưng có một cái, nếu chúng ta vâng lời Phật dạy, chúng ta ý thức được cái sự chánh niệm, chúng ta tỉnh giác trong mọi tình huống, là sống trong chánh niệm, là biết được điện như thế nào, nước như thế nào, lửa như thế nào, và chúng ta để ý thêm một tí nữa thì những điều đáng tiếc nó sẽ không xảy ra. Còn cái việc vô thường đến thì đến, còn việc chúng ta tu thì chúng ta tu. Chứ không phải vì cái ngôi chùa nó bị hỏa hoạn mà chúng ta cho như vậy là không có sự mầu nhiệm. Điều đó không phải đâu. Không phải đâu. Sự mầu nhiệm ở chỗ
chúng ta có niềm tin vào giáo pháp hay không. Sự màu nhiệm ở chỗ chúng ta có kiểm nghiệm được lời dạy Đức Phật là đúng hay không. Nếu ngôi chùa mà lửa mà không cháy là cái này mới chuyện lạ, còn gỗ mà gặp lửa mà cháy là Đức Phật nói chư hành vô thường thì đúng quá rồi. Cho nên chúng ta phải kiểm nghiệm cái chỗ này. Tất cả vạn sự vạn vật phải vô thường, phải vô thường. Còn dùng những cái mà thần thông diệu dụng biến hóa này kia đó, là quý vị biết là có những điều mà Đức Phật không tán thành, không tán thành. Ngày xưa có một vị đến thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có một cái chỗ ngoại đạo kia họ ngoan cố lắm. Đức Phật cử cho một vị tỳ kheo đến đó để mà biến hóa thần thông để cho họ khiếp sợ đi. Quý vị biết là thưa ba lần Đức Phật không đồng ý. Và Đức Phật nói là bây giờ tôi nói ông nghe, bây giờ tôi bảo ông đưa một vị tỳ kheo đến đó để mà dùng để mà biến hóa thần thông á, rồi điều gì xảy ra, rồi liệu người ta có nói là Như Lai là sự mầu nhiệm để cảm hóa được con người hướng thiện, hay là người ta nói là hóa ra Như Lai cũng chỉ là dùng bùa chú giống như ngoại đạo. Cho nên thần thông thứ nhất là biến hóa thần thông, thứ hai đó là tha tâm thần thông và hoằng pháp thần thông, là biến hóa là đi trên nước hoặc là đi vào trong lửa để mà biểu diễn á. Cái này Đức Phật không tán thành. Cái này ngoại đạo họ làm nhiều lắm. Thậm chí là cái này đó là những cái trò xiếc bên ngoài người ta làm cũng nhiều. Có thể mình gạt được mọi người nhưng mà chính mình thấy là mình làm dối nữa. Cho nên Đức Phật cũng không tán thành. Thứ hai là tha tâm thần thông. Đọc tư tưởng người này người kia mà không giải thoát được cho họ cũng không nên. Và cái thứ ba là cảm hóa thần thông, chính là hoằng pháp thần thông. Dùng thần thông để mà hoằng pháp lợi sinh, đem lợi lạc cho cuộc sống. Cái này rất nên. Còn những cái quy luật vô thường này đến thì nó vẫn đến thôi. Tấm thân 80 năm rồi Đức Phật cũng vô thường, rồi cũng Đức Phật cũng qua đời. Đức Phật vẫn bệnh, rồi vẫn đau đớn, rồi vẫn qua đời. Các vị thánh tăng rồi đến chúng ta, rồi hàng ngàn năm qua bao ngôi chùa mọc lên rồi sập xuống rồi dựng lên, rồi đến thế hệ chúng ta vẫn vậy thôi. Cho nên cái gì vô thường rồi cũng sẽ tàn lụi. Cái điều là chúng ta ý thức vô thường, nhưng mà chúng ta cũng nên giữ chánh niệm, chúng ta cố gắng gìn giữ tối đa tất cả các ngôi tam bảo, bởi vì đó là tấm lòng của những người con Phật để tạo dựng. Nhưng nếu chẳng may có điều đáng tiếc thì cũng đừng cho rằng đó là cái chỗ mà Phật Pháp không linh thiêng, là cái đó không phải. Diệu dụng Phật Pháp là ở chỗ tu hành, diệu dụng Phật Pháp là ở chỗ chúng ta có hành trì hay không. Trên giáo Pháp của Đức Phật gọi là diệu Pháp, có nghĩa là giáo Pháp mầu nhiệm, chứ không phải là diệu chùa hay là diệu tượng hay là diệu lửa vân vân, mà là diệu Pháp. Chỉ có Pháp mới là mầu nhiệm, còn tất cả là chúng ta phải coi đó là quy luật thăng trầm vô thường biến hoại của cuộc sống. Với ba câu hỏi quý vị nêu, câu thứ nhất tôi tin chắc không phải là thị hiếu, không phải để mà hiểu biết, mà để tu tập, để hành trì, để biết được rằng bệnh tâm thần mình phải làm gì và bị vong nhập mình phải làm gì, bằng giáo pháp của Đức Phật, bằng phương pháp cầu nguyện độ sinh, bằng sự cầu siêu để mà làm gì. Mình hiểu hình tướng của các vị A-la-hán không phải thông qua cái tướng ốm hay tướng gầy, không phải là tướng đen hay là tướng trắng, mà là ý nghĩa của A-la-hán là gì mà để cho chúng ta tu. Chúng ta cũng hiểu được quy luật vô thường, những cái thăng trầm biến chuyển, nay chùa này cháy, mai chùa kia bị hư, cái chuyện đó không phải là cái gì xa lạ. Quý vị hãy giữ vững cái niềm tin, tấm thân của chúng ta rồi đây cũng sẽ đi theo những ngôi chùa đó. Chỉ có cái phước là vô tận, chỉ có cái tội là lãnh lấy hậu quả, cho nên phải cố gắng tu. Còn Phật Pháp thì xin thưa rất mầu nhiệm, tu kiểm nghiệm thì sẽ có kết quả. Rất cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, mọi sự vật hiện tượng có mặt trên cuộc đời này là do duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì cũng có ngày tan rã. Đó là một quy luật
là một sự thật không thể phủ nhận được. Không ai có thể chối bỏ nó. Dù Phật đã chứng thành bậc vô thường chánh đẳng chánh giác, nhưng cũng không ngoài quy luật ấy. Trong trường hợp hỏa hoạn này, chúng ta cần phải xét đến nguyên nhân gần là do chủ quan bất cẩn đối với vật dễ gây cháy như đèn cầy, chập điện, cũng như không trang bị đủ các thiết bị chữa cháy. Để rồi khi sự việc xảy ra thì chúng ta xử lý không kịp thời. Đây cũng là một thực trạng báo động chung cho tất cả mọi người. Do đó chúng ta phải đề cao cảnh giác, hay nói đúng hơn là phải chánh niệm trong mọi tình huống, để khi sự việc xảy ra chúng ta tránh đi những cái hậu quả đáng tiếc gây ra. Và trước khi chương trình khép lại, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Trang Tín, chủ trì chùa Hoằng Pháp, chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa, giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 37 này, chúng ta đã được nghe Thượng tọa giảng sư giải đáp xoay quanh ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất thì nói về vấn đề vong nhập và người mắc bệnh tâm thần. Thì trong đó có hỏi là làm thế nào để biết cái người bị vong nhập với người bệnh tâm thần. Thì chúng tôi cũng xin có thêm một vài ý. Thứ nhất là quý vị nên đưa người bệnh đi đến bác sĩ chuyên khoa. Khi chúng ta đến với bác sĩ chuyên khoa thì người ta sẽ khám. Nếu không phải là bệnh tâm thần thì còn lại là bệnh vong nhập. Dễ hiểu thôi. Tại sao nữ giới lại dễ bị vong nhập hơn nam giới? Vì người nữ đa phần là yếu bóng vía, hay tinh, cho nên vong dễ nhập. Và chúng ta có thể lấy một ví dụ. Trong một gia đình, nếu mà người nữ đó thì rất là dễ bị ăn trộm, dễ bị người ta ăn hiếp. Nhưng mà nếu cái gia đình đó là người nam thì có lẽ là vấn đề ăn hiếp hay là ăn trộm nó cũng ít hơn. Cho nên người nữ tại sao mà hay bị vong nhập là như vậy. Có một lần chúng tôi đi Phật sự, ở tạm một cái căn nhà. Thì trong căn nhà đó, người Phật tử cho mình nghỉ. Thì ngày đầu chúng tôi nghỉ rất là bình thường, không có gì hết. Ngày thứ hai biết rằng cái phòng đó trước đây có người chết. Thì tự nhiên ngày thứ hai là nằm chiêm bao thấy bị ma đè. Đó là sự thật. Ngày đầu thì mình không thấy là cái chuyện gì hết á, bởi vì mình không nghĩ rằng có ma. Nhưng ngày thứ hai mình nghĩ phòng đó có ma, cho nên tối ngủ tự nhiên nó bị ám ảnh, ngủ không được, cứ chập chờn sợ. Mà từ cái sợ đó mà đúng tối hôm đó tự nhiên là bị ma đè. Mà không biết có phải ma đè không hay là do cái tư tưởng của mình, không biết được. Thì như vậy cái sợ đó nó tạo ra một cái ám ảnh. Cho nên cái người nữ tại sao mà hay bị vong nhập là như vậy. Đôi khi mình yếu bóng vía, mình hay có niềm tin, mình sợ sệt. Từ chỗ đó mà ma nó dễ nhập thôi chứ không có gì hết. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Đây chỉ bổ sung thêm thôi, còn Thượng tọa cũng đã trình bày rõ ràng rồi.
Rồi vấn đề câu hỏi thứ hai thì có lẽ ở đây cũng không nhắc. Câu hỏi thứ ba là vấn đề hỏa hoạn đối với các ngôi chùa. Thì Thượng Tọa cũng đã trình bày là do mình bất cẩn về vấn đề đốt nhang hoặc là nến hoặc là để bị chập điện gây ra hỏa hoạn. Thì Thượng Tọa cũng trình bày cho chúng ta thấy rằng nếu không hỏa hoạn thì trong tương lai nó cũng bị cái này cái kia cũng hư, cũng hoại, chứ không phải là tồn tại mãi. Biết đâu trong cái họa nó có cái phúc, có khi trong cái phúc nó lại có cái họa. Câu chuyện ông già mất ngựa đó, ngày xưa đó có một cái ông già, ông nuôi con ngựa. Thì một hôm con ngựa của ông nó bỏ đi, thì hàng xóm mới qua chia buồn. Những người hàng xóm này rất là tốt và cũng thương ông, nên nói chúng tôi rất là tiếc con ngựa của ông rất là quý như vậy mà nó bỏ đi, xin chia buồn với ông. Ông nói không sao, biết đâu trong cái họa nó có cái phúc. Thời gian sau đó, tự nhiên cái anh ngựa này trở về dắt theo một chị ngựa nữa. Như vậy là có lời rồi. Hàng xóm mới qua lại chia vui. Trời ơi, chúng tôi không ngờ rằng ông lại may mắn như thế. Tưởng là mất con ngựa, ngờ đâu giờ lại được hai con. Ông ta lại nói, biết đâu trong cái phúc nó có cái họa. Con ngựa này nó đẹp quá, cho nên cái thằng con trai của ông nó thích, nó cứ cưỡi. Rồi con ngựa một hôm nó nhảy sổng lên, thế là cái người con trai này bị té, gãy chân. Ở hàng xóm mới lại qua chia buồn. Nó không ngờ rằng tưởng con ngựa nó đem đến cái phúc mà giờ lại đem đến cái họa. Thì ông nói không sao, biết đâu trong cái họa nó lại có cái phúc. Và đúng như vậy, trong cái thời của ông đó, tự nhiên là xảy ra chiến tranh. Biết bao nhiêu là thanh niên cỡ tuổi con của ông phải đi ra chiến trường, mà đi ra thì chết hết. Còn con của ông què chân ở nhà thì không sao. Biết đâu hỏa hoạn cái chùa nhỏ, mai mốt xây chùa lớn. Trước khi dứt lời cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã bớt thời gian quý báu về đây giải đáp những câu hỏi. Kính chúc Thượng Tọa luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể.